Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào đón quý vị trở lại với chương trình phát hình live của Leader Sài Gòn TV, tiếp tục với các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Sau cà phê sáng là thời sự quốc tế, lại một lần nữa gửi đến quý vị tất cả những bản tin liên quan đến tình hình nội địa Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới, những diễn biến quan trọng từ hôm cuối tuần cho đến ngày hôm nay. Và cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Kính chúc quý vị một ngày làm việc nghỉ ngơi thật là tuyệt vời. Ngày hôm nay trở lại với phòng ghi hình của Leader Sài Gòn TV và nhiệt độ băng giá vẫn tiếp tục hiện hữu ở mức 40 độ thưa quý vị. Ở ngoài trời là 46 nhưng mà cái phòng này còn ấm. Cái phòng này bây giờ cũng khoảng chừng 46. Chỉ có cái phòng này là ấm thôi thưa phòng quý vị. Phòng này 46. Bước nhưng ra khỏi đó. Bước ra ngoài một cái. Bắc cực. Đến độ ngày hôm nay chúng tôi vào trong này phải mang theo quần áo để trong này để giữ ấm. Vâng. Nhờ cái ánh đèn giữ ấm cái quần áo, còn không mọi thường thì ra ngoài kia hôm nay không dám ra nữa. Anh nói nghe thảm thế. Run cầm cập. Nhưng mà tình hình có ấm áp hơn trong ngày hôm nay và buổi tối có còn lạnh nữa không Hà Thảo ơi? À, vâng thưa quý vị, là qua ngày thứ bảy vừa rồi là cái ngày lạnh nhất trong cuối tuần và vừa qua của chúng ta và qua ngày hôm nay thì nhiệt độ bắt đầu ấm dần lên và suốt cho những ngày sắp đến. Ngày hôm nay thì buổi tối Westminster chỉ ở mức là 46 độ mà thôi, và buổi trưa thì lên cao nhất ở tầm 72 độ. Nắng đẹp và bớt gió rồi thưa quý vị. Và ở Anaheim thì có thể lên được đến 75 độ, rất là lý tưởng. Và buổi tối ở Anaheim thì chỉ rớt xuống tới mức là 50 độ mà thôi. Riverside thì ngày hôm nay giữ ở mức là 67-68 độ. Buổi tối cũng chỉ ở mức là 75-76 độ. Và những ngày sắp đến thì chúng ta có ngày hôm nay và ngày thứ tư là nắng đẹp. Nhưng mà rồi ngày thứ sáu và ngày thứ bảy dự báo thời tiết cho biết là sẽ có mưa. 60% là sẽ mưa vào sáng sớm ngày thứ sáu và đến 90% là sẽ mưa vào tối ngày thứ bảy. Trong những ngày này thì độ ẩm rất là cao thưa quý vị, lên đến 75-80%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6:55 sáng và mặt trời lặn lúc 4:53 chiều. Thật nhanh thưa quý vị, là mới sáng sớm ngày hôm nay lúc 3 giờ sáng thì có một trận động đất nhỏ 3.3 độ xảy ra ở vùng Malibu phía bắc của Los Angeles. Động đất đo được là sâu 8.6 dặm dưới lòng đất và tâm chấn nằm là khoảng 5 dặm về hướng Tây, Tây Nam ở ngoài khơi của bờ biển Malibu. Rất may là không có báo cáo thương vong hay là thiệt hại về vật chất. Và làm cho một số cá nục hơi hoảng sợ một chút xíu bởi vì nước lay động. Thưa quý khán thính giả, ngày hôm nay giới đầu tư đã lục tục trở về từ Hawaii và Caribbean. Họ cũng về mà cũng ráng gượng dậy ngày hôm nay để đi làm, để mà tìm hiểu. Ngay phiên giao dịch mở cửa đầu tiên trong ngày thứ ba, thị trường đã tăng trở lại một màu xanh rất đẹp. Bởi vì họ theo dõi và thấy có một cái bản tin rất là vui, đó là quý khán thính giả đã đóng góp vào cho nền kinh tế của Hoa Kỳ và quý vị cũng tự tin vào nền kinh tế Hoa Kỳ trong thời gian sắp tới. Đó là lý do tại sao mà hôm cuối tuần tôi nghe một cái bản tin liên quan đến nhà ở Garden Grove, Westminster khủng hoảng luôn. Vâng. Có thể đắt nhất trong cái trung tâm của quận Cam này đó. So với những nơi khác, nhà vừa cũ vừa nhỏ mà so với giá thì đắt hơn rất là nhiều. Wow. Vì lý do Consumer Confidence Index, chỉ số tự tin của người tiêu thụ, tăng vào trong tháng 12 ở mức 113.7 điểm. Và Thảo Yên có biết đó, lúc mà suy thoái nó chỉ số này còn có 85 điểm, 90 điểm thôi. Wow. Là mới thấy được cái sự khác biệt giữa thời gian của 2008 với 2016 như thế nào. Vâng. Trước đó là các nhà kinh tế chỉ dự đoán chỉ vào khoảng 109 điểm thôi. 109 điểm là cao ngút trời rồi. Vậy mà 113.7 điểm, cao nhất trong vòng 13 năm qua thưa quý vị. Thêm một bản tin thứ nhì nữa, đó là thị trường địa ốc tại Hoa Kỳ. Hôm vừa rồi tôi nghe một bản tin vui lắm. Ở ngay kế bên Trẻ Hiển Khánh, chỗ mà đường Bushra đằng sau lưng đó, cái khu đó là
trung tâm phải không? Có một căn nhà đó bán ra thành phố Cairo. Người chủ là ông Mỹ trắng. Vâng. À, ông lại nhờ một người agent là Mỹ trắng chứ không nhờ người Việt Nam. Vâng. Nhờ một agent Mỹ trắng gọi đến thì bà nói ô cái nhà này chung quanh tôi thấy rằng khoảng 507-508, thôi thì mình để 575 đi. Vâng. Và ông nói rằng, ông nói cho một người bạn tôi nghe, người bạn Việt Nam nói rằng vừa để lên trong vòng mấy tiếng đồng hồ sau là 15 cái offer cash. Wow. Và cái giá cuối cùng ông bán ra 645 ngàn. No way. 15 người. Và ông nói không có một người Mỹ trắng nào offer đó, mà toàn là người Việt Nam mà offer cash, thưa quý vị. Wow. Nhà rất là rộng, nhà có 1,200-1,300. Vâng. Nhưng mà cái đất phía sau à. Cho nên đa số là mua và xây nguyên cái mansion lên luôn. Việt Nam thích cái đó lắm, phải không? Mua nghĩa là đất thật là nhiều, xong xây không cần vườn cho lớn, vườn nhỏ nhỏ thôi. Vâng. Nhưng mà cái nhà thật là bự, 3 car garage. Và 20 thành phố, và quý vị có thể tưởng tượng trong tháng 10 vừa rồi giá nhà đã tăng. Nếu mà quý vị chỉ mua nhà tháng 9 thôi, thì một tháng sau quý vị có 5% tiền lời. Khủng khiếp ha. Vâng. Vâng, mua nhà trong tháng 9, bởi vì bước sang tháng 10 giá nhà trên 20 thành phố lớn và tăng 5.1% so với năm 2015. Và trước đó các dự đoán cho thấy rằng là tăng 5%, thưa quý vị. Cho nên nhà tăng khủng khiếp luôn. Những quý vị nào mà mua nhà từ vài tháng trước đã nhìn thấy giá nhà tăng. Với tất cả những cái tin tức này hôm nay, cho nên lúc mà thị trường mở cửa và người ta nghĩ rằng thị trường tài chính ngày hôm nay có thể thôi là đụng mức 20.000 điểm. Bởi vì ngay trong lúc này đó, Dow Jones đã lên được 38 điểm rồi, 19.972, S&P 500 lên 8 điểm 2.271 và Nasdaq lên gần 40 điểm 5.502, vàng lên được 4 đồng rưỡi 1.138 đồng 10 sen và dầu lên 68 sen 53 đồng 70 sen thưa quý vị. Đó là tình hình tài chính và nhiều người cũng đã dự đoán. Tôi nghĩ nếu mà quý khán thính giả chỉ cần nhìn thấy những gì xung quanh mình đó, chúc quý vị đi mua sắm, quý vị sẽ thấy được tình hình kinh tế phần nào. Ừ. Có thời gian tôi đi vào trong những cái tiệm mà nó vắng hoe hay là nó yếu kém. Vâng. Mà trong những cái mùa lễ đó, còn so với cái mùa lễ vừa qua, thậm chí tôi nhìn tôi ngán ngẩm luôn, không có món gì để mua, họ dọn sạch hết. Đúng rồi. Những người họ vào giờ phút chót đó quý vị, những cái món đồ 10 đồng, 20 đồng là họ vét sạch hết. Mình mua những cái món này để làm gì, để chơi White Elephant. Đúng rồi. À, thì không có nữa và nhìn thấy mới biết được. Và cái con số này chúng ta sẽ được nhìn thấy trong vài ngày tới khi mà giới bán lẻ tổng kết được cái con số và họ nói rằng chỉ một mùa mua sắm từ lễ tạ ơn cho đến Giáng sinh chỉ có trong vỏn vẹn một tháng đó thôi là có thể chiếm đến 70% tổng số bán lẻ trong cả năm luôn. Cho nên họ tập trung vào cái năm cuối cùng rất là nhiều, thưa quý vị. Chúng tôi trở lại ngay gửi đến quý vị một vòng các bản tin đáng chú ý trong ngày. Mời quý khán thính giả cùng theo dõi.